Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có văn bản số 5902 ngày 4 tháng 9 năm 2020 gửi Bộ Công Thương về việc xem xét tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi COVID-19 từ cuối tháng 7 vừa qua. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Bộ Công Thương có hướng dẫn hoặc báo cáo Chính phủ xem xét tiếp tục chủ trương hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các địa phương chịu ảnh hưởng bởi COVID-19, trong đó có thành phố Đà Nẵng, nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Theo Sở Công Thương thành phố, trong đợt bùng phát dịch bệnh lần đầu tiên, thời điểm ngày 28 tháng 7, trên cơ sở thực hiện chủ trương của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công Thương, Sở đã chỉ đạo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Điện lực Đà Nẵng thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện trong 3 tháng do tác động của COVID-19. Từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 25 tháng 7, PC Đà Nẵng đã thực hiện giảm giá điện cho gần 324.150 khách hàng và giảm tiền điện cho 32 khách hàng với tổng số tiền hơn 163 tỷ đồng.